Today is June the 4th, 2014. We are gathering in this shrine hall to offer the incense from the bottom of our hearts, to offer to the Buddha in 10 directions. Today we make the vow to become the students of the Buddha. We vow to learn the teachings of the Buddha and apply deeply into our daily life in order to transform our wrong habit, our suffer. We understand that this ceremony is not to become the member of a religion, but more than that, we have become the practitioner. We only know that only when we're able to practice the Buddha's teaching, we're able to transform our mistakes and our suffer. May the Buddha, the Dharma, and the Sangha in 10 directions please be here with us, bless us, and support us along our practice path. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 6 năm 2014. Đệ tử chúng con thành tâm quy tụ về đạo tràng tỉnh thất hiền như. Xin dâng nén tâm hương cúng dường lên chư Phật và phát nguyện. Quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới và thập thiện nghiệp giới. Giờ đây chúng con một lòng cung thỉnh Tam Bảo trong mười phương quang giáng đạo tràng chứng minh gia hộ cho tất cả chúng con tâm Bồ Đề kiên cố, nghiệp chướng tiêu trừ, tinh tấn tu học, phúc tuệ trang nghiêm. Chúng con biết rằng chỉ khi nào chúng con thực tập sâu sắc lời dạy của Thế Tôn thì chúng con mới có thể chuyển hóa được niềm đau nỗi khổ trong con và có thể mang niềm vui cho mình và hiến tặng cho người. Giờ đây chúng con cung thỉnh Tam Bảo quang giáng đạo tràng gia hộ cho chúng con sở nguyện được viên thành. Đồng thời chúng con nguyện Tam Bảo gia hộ cho chư Phật tử hôm nay phát nguyện thế pháp gieo duyên, để mong rằng duyên lành này trong một đời này hay trong đời sau đầy đủ thiện duyên để chúng con học theo hạnh Phật, bước đi trên con đường giác ngộ, xuất gia giải thoát, để có thể trên cầu Phật đạo dưới độ muôn loài. Nếu đời này chúng con duyên trần ràng buộc thì hôm nay lễ thế pháp gieo duyên này, chúng con được kết duyên muôn đời với Tam Bảo, để một ngày nào đó chúng con thuận duyên để được xuất gia theo Phật, học hạnh từ bi trí tuệ để giáo hóa cho muôn loài. Ngưỡng mong Tam Bảo xót thương minh chứng cho lời ước nguyện của chúng con. Xin cho khói trầm thơm kết thành mây năm sắc, dâng lên khắp mười phương cúng dường vô lượng Phật. Vô lượng chư Bồ Tát cùng các thánh hiền tăng nơi pháp giới dung thông, kết đài sen rực rỡ nguyện làm kẻ đồng hành trên con đường giác ngộ. Xin mọi loài chúng sanh từ bỏ cõi lạc quên theo đường giới định tuệ, quay về trong tỉnh thức. Chúng con kính dâng hương cúng dường lên Phật và chư vị Bồ Tát.
Tát. Thân Phật thanh tịnh như lưu ly, trí Phật rạng ngời như trăng sáng. Phật tại thế gian thường cứu khổ tâm Phật, không đau không từ bi. Chi tâm đảnh lễ chư Phật thường trụ trong mười phương. Nhưng tâm kính lễ tôn Pháp thường trụ trong mười phương. Nhưng tâm kính lễ hiền thánh tăng thường trụ trong mười phương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay đầy đủ duyên lành, một số quý vị xin phát tâm quy y Tam Bảo thọ năm giới, một số thì phát nguyện thọ thập thiện, cũng như là thế phát gieo duyên với Tam Bảo. Thì trước khi làm lễ quy y, quý vị cần hiểu rõ quy y nghĩa là gì. Quy y nói cho đủ là quy y Tam Bảo. Quy nghĩa là quay về, y nghĩa là nương tựa. Quy y nghĩa là quay về nương tựa. Nhưng chúng ta là những người sống ở đời thì nương tựa gia đình. Người Phật tử, tâm linh chúng ta cần nương tựa về ba ngôi Tam Bảo, đó là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Bảo có nghĩa là quý hiếm. Bảo có khả năng làm cho chúng ta giàu có. Cho nên ở đời hãy cái gì hiếm thì người ta kêu bảo, tức là quý báo đó. Hột xoàn quý, cho nên nó là vật báo. Nó có thể làm cho chúng ta giàu có. Còn Tam Bảo tức là làm cho chúng ta giàu có trong tâm hồn, tâm linh, cho nên cũng gọi là bảo. Tam Bảo có nghĩa là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Phật là người giác ngộ, Phật là người sống tỉnh thức, Phật là bậc thầy soi đường dẫn lối cho ta. Cho nên ta nguyện nương về Phật để nhận Phật làm thầy, để học theo hạnh của Phật. Pháp là lời dạy của Phật. Lời dạy của Phật có khả năng cứu khổ, ban vui cho ta. Cho nên chúng ta nguyện nương về Phật Pháp, tức là lời Phật dạy. Bởi vì trên thế gian này cũng có nhiều con đường, nhiều đường lối. Nhưng nếu chúng ta không đi đúng đường thì chúng ta sẽ về sai chỗ. Vì vậy cho nên muốn xác định lời Pháp thì chúng ta nói là Phật Pháp. Có nghĩa là lời, cái lời dạy này của bậc giác ngộ, của người giải thoát thì mới có thể chỉ dẫn chúng ta đến con đường cao tột được. Tăng là toàn thể của những người xuất gia
tu hành. Tam bảo có ba bậc. Thế gian trụ trì tam bảo có nghĩa là thế gian trụ trì Phật bảo là tượng Phật nè, thế gian trụ trì pháp bảo là quyển kinh, thế gian trụ trì tăng bảo là hiện tiền quý thầy sống ở đây. Thì mình mượn nương tiện cái bậc đầu tiên này để chúng ta nhận ra tam bảo cao một chút nữa, đó là xuất thế gian tam bảo. Xuất thế gian Phật bảo là như Phật Thích Ca, Phật Di Đà. Xuất thế gian pháp bảo là những kinh điển đại thừa. Xuất thế gian tăng bảo là các bậc thánh tăng. Từ cái thế gian trụ trì cho đến xuất thế gian, và chúng ta nhận ra rằng nơi chúng ta cũng có khả năng sống như Phật, cũng có đủ đầy đủ từ bi trí tuệ như Pháp, và có khả năng sống thanh tịnh hòa hợp như Tăng. Cho nên gọi là đồng thể tam bảo. Tam bảo có ba bậc đó: hiện thế gian trụ trì tam bảo, xuất thế gian tam bảo và đồng thể tam bảo. Cho nên mỗi ngày mình mới tụng kinh xong mình tự quy y Phật. Tự quy y Phật có nghĩa là mình tự mình nương tựa nơi Phật ở trong mình. Đầu tiên hôm nay là nguyện nương tựa Phật, Pháp, Tăng, nượng quyển kinh quý thầy, hay là tượng Phật, hay là Phật Thích Ca, Phật Di Đà, vân vân. Nhưng mà cũng từ đó chúng ta nhận ra rằng nơi con cũng có đủ khả năng làm được như vậy, có thể gọi là tự tánh tam bảo. Vì vậy cho nên á, quy y Phật cũng có nghĩa là chúng ta sống giác ngộ, gọi là quy y Phật. Thấy không? Chúng ta trở về được với con đường chân chánh, gọi là quy y Pháp. Và nếu chúng ta sống thanh tịnh, không loạn động, thì đó gọi là quy y Tăng. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng mới gọi quy y Phật là quy y chánh, quy y giác chứ. Quy y Pháp là quy y chánh, quy y Tăng là quy y chơn, hay là tịnh, giác, chánh, tịnh, gọi là Phật, Pháp, Tăng. Khi nào chúng ta sống được với giác có nghĩa là chúng ta sống với Phật. Khi nào chúng ta sống được với cái điều chân chánh là chúng ta sống với Pháp. Khi nào chúng ta sống được với sự thanh tịnh thì chúng ta quy y Tăng. Đó là cái lễ quy y. Khi mình quy y rồi thì mình trở thành Phật tử. Phật tử này là Phật tử có phát nguyện. Thì tất cả chúng ta đều là Phật tử, nhưng mà chúng ta phát nguyện thì chúng ta sẽ cố gắng nhiều hơn trên bước đường tu của mình. Như hồi sáng mình có trình bày vậy đó. Làm cái gì mà có nguyện thì nguyện như là cái lực nó đẩy mình, nó làm cho mình thăng tiến hơn nữa. Phật tử thì không phải là tục tử. Vì người sống ở tục là người ta sống, thế mà người ta giận thì người ta nói, hay là ai làm sai hại người ta, ta hại lại. Còn mình Phật tử thì có quán chiếu, thấy cái gì tác cái nhân xấu không dám làm, cái gì mà nhân thiện thì chúng ta mới dám làm, nói cái gì mà hại cho ai chúng ta cũng phải suy nghĩ lại. Cho nên là Phật tử có cái lợi, tức là mình thúc mình lại, mình dục mình lại, mình gò bó mình lại, cho nên đời sống mình từ đó đạo đức được tăng trưởng. Mình quy Phật có cái lợi là tự mình làm cho mình trở nên con người Phật tử chân thật. Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Rồi sau khi mình quy y rồi thì để cho mình có được cái nền móng đạo đức trong đời này và đầy phước báo cho tương lai thì chúng ta thọ năm giới. Giới là gì? Giới là những điều ngăn cản để chúng ta đừng phạm, bởi phạm vào cái đó thì chúng ta mất tự do, mất hạnh phúc. Ví dụ như người ta hay ví dụ giới như là cái mé của một cái núi hay cái vực vậy đó, mà hãy bước qua khỏi cái phạm vi đó thì rớt té, người ta ví dụ như vậy đó. Cho nên người Phật tử muốn bảo vệ mình và người, đặc biệt là làm cho xã hội an hòa, thì chúng ta phải có giới. Mà quý vị thọ giới, thọ năm giới, nhưng mà mình tu thì tu từ từ. Ai mà giữ được 1 tới 2 giới thì gọi là thiểu phần. Thọ được 3 giới thì gọi là bán phần. Thọ được 4 giới, giữ được 4 giới là đa phần. Đến khi nào giữ tròn 5 giới thì gọi là toàn phần. Như vậy thì mình tiếp giới, nhận giới, rồi mình tùy theo khả năng hoàn cảnh của chúng ta mà chúng ta tiến dần
đến khi nào chúng ta trọn vẹn. Đó, cho nên mình tu á, là mình giác ngộ sớm, nhưng tu thì tu từ từ, tức là đốn ngộ mà tiệm tu. Mình giữ bao nhiêu giới cũng quý, bởi vì giữ được một giới nào thì mình liền an lạc giới đó. Cho nên giới được dịch là biệt giải thoát. Biệt giải thoát có nghĩa là giữ giới nào thì an lạc giải thoát giới đó. Thí dụ bây giờ mình giữ giới không nói dối, không lường gạt ai, không đâm thọc ai, cho nên suốt cả đời mình không sợ ai biểu mình ra đôi chối chuyện gì hết. Tại mình không bao giờ mình nói những lời đâm thọc đó. Rồi mình không bao giờ mình rượu chè cờ bạc, cho nên mình cũng biết rằng mình không bao giờ, gia đình mình sẽ không có gây gổ về những chuyện đó. Có thể gây gổ ở mặt khác, nhưng mà đặc biệt về cái mặt mà tiền bạc, vợ chồng không bao giờ có những cái khó khăn. Thí dụ vậy. Cho nên giữ được giới nào thì liền giải thoát giới đó. Mà chính cái nguyện hôm nay là cái lực để đưa chúng ta xa hơn trên con đường đạo đức. Và xin thưa đại chúng, chúng ta là những người biết lái xe đi trên đường. Nhưng người lái xe mà có luật lệ an toàn hơn là người lái xe không biết luật. Cũng như thế, người sống ở đời mà có giới luật của đạo giáo thì lúc nào nó cũng tốt hơn là một người sống không có luật lệ gì hết, thì người ta bất cần. Cho nên một khi mình đã phát tâm quy y rồi, tuy không có một cái gì gò bó ép buộc mình, nhưng tự khắc mình hiểu rằng cái đó là cái điều mà chúng ta cần phải làm để chúng ta không có sai phạm vậy. Đó là tam quy và năm giới. Rồi quý vị tăng trưởng lên một bậc nữa thì mình thọ tới thập thiện. Thọ thập thiện tức là tu thân, tu khẩu, tu ý bằng cách tu 10 giới. Nhưng mà hồi sáng và thưa đó, ngoài không sát sanh thì nguyện thêm nguyện nữa là sẽ phóng sanh. Cho nên phải ăn chay. Điều kiện của những người thọ thập thiện là phải ăn chay ít nhất 10 ngày một tháng. Mình thấy khả năng mình ăn chay ít nhất được 10 ngày, hơn thì càng tốt, nhưng mà ít nhất 10 ngày. Đó, thì quý vị nào hôm nay phát nguyện quy tam bảo cũng vậy. Xưa nay mình chưa ăn chay thì bắt đầu từ bây giờ lễ quy y xong mình ăn chay 1 tháng 1 ngày. Cũng không cần lựa mùng 1 rằm. Quý vị quy định là thí dụ bây giờ mỗi tháng mình ăn cái chủ nhật đầu tháng, rồi thông báo cho cả nhà con cháu về ăn cùng một ngày đó, dễ nấu không quên mà được ăn chay đầy đủ đều đặn. Còn nhiều khi mình ăn mùng 1 rằm cứ quên coi lịch, cái nó lỡ rồi cái lỡ luôn, rồi cái tháng đó cái nó luôn, phải không? Thành thử ra mình cứ nguyện tháng nào ngày nào thuận tiện cho mình rồi mình làm. Thân thì không sát sanh trộm cắp tà dâm, miệng không nói dối, nói lời hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời vô ích. Ý thì bớt tham, bớt sân, bớt si. Ba nghiệp cộng lại thành 10 giới, cho nên gọi là thập thiện, chứ không có thập ác. Nếu đi ngược cái thập thiện là thập ác. Đó là cái bước thứ nhì của Phật tử. Thì hôm nay trong cái lễ quy y này, Pháp Hòa giải thích đơn sơ để cho đại chúng hiểu được thế nào là tam quy, năm giới và thập thiện. Ngày hôm qua chúng ta cũng có lễ này thì cũng có nói bằng tiếng Anh, tiếng Việt đầy đủ. Thì hôm nay chỉ nhắc thêm cho một số có mặt trong ngày hôm nay để quý vị phát tâm. Và kế đến là quý vị chưa có biết lại Phật thì mỗi ngày nhớ trước khi đi ngủ hoặc trước khi đi làm, chúng ta lại Phật ba lại. Tùy theo mình, sáng cũng được, chiều cũng được. Mà ai chưa bao giờ lại Phật mà nghĩ mình lười lại Phật thì mình suy nghĩ như ngày hôm qua Pháp Hòa nói vậy đó. Tại sao mình ra đường hàng ngày mình gặp cả trăm người, mình cúi đầu, mình hello, mình chào được hết, mà Phật mình ngày mình lại có ba lại không nổi, lại không được, thì tự nhiên mình thấy mình ốt dột, mình hổ thẹn quá, mình cố gắng lên. Cho nên ai chưa lại Phật thì bắt đầu lại Phật. Lại để chi? Không phải lại Phật để Phật phù hộ cho mình, nhưng mà lại có nghĩa là chúng ta thực tập buông xả cái bản ngã của mình, thấy không? Cho nên mình mộp xuống đất á, mộp xuống đất có là mình thả bỏ, xả đi cái ta, cái tôi của mình để mình tập hòa nhập với tất cả. Tụng kinh niệm Phật, ai chưa niệm Phật thì niệm Phật,
Ai chưa tụng kinh thì bắt đầu tụng kinh. Lựa một bài kinh nào ngắn gọn mình thích mình tụng cũng được. Thôi bây giờ quý vị, trước khi quy y thì quý vị cần sám hối. Sám hối cho ba nghiệp thân miệng ý được thanh tịnh. Cũng như trước khi chúng ta lấy chén dùng cơm thì chúng ta phải rửa chén cho sạch. Trước khi chúng ta tiếp nhận pháp tam quy này, chúng ta cũng cần sám hối cho thân miệng ý chúng ta được trong sạch vậy. Xin quý vị chắp tay và chúng ta cùng nói lời sám hối. Đệ tử chúng con chí tâm sám hối, chí tâm sám hối từ trước đã tạo từ trước đã tạo các việc xấu, các việc xấu bởi vì vô thủy, bởi vì vô thủy tham sân si, tham sân si từ thân miệng ý từ thân miệng ý phát sinh ra phát sinh ra tất cả hôm nay tất cả hôm nay con xin sám hối. Con xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. 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 Con về nương tựa Phật. Con về nương tựa Phật. Người đưa đường chỉ lối Người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Cho con trong cuộc đời. I take refuge I take refuge in the Buddha. In the Buddha. The one who shows me The one who shows me the way in this life. The way in this life. Con về nương tựa Pháp. Con về nương tựa Pháp. Con đường của tình thương. Con đường của tình thương. Và sự hiểu biết. Và sự hiểu biết. I take refuge I take refuge in the Dharma. In the Dharma. The way of understanding. The way of understanding. And love. And love. Con về nương tựa Tăng. Con về nương tựa Tăng. Đoàn thể của những người. Đoàn thể của những người. Nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. I take refuge I take refuge in the Sangha. In the Sangha. The community. The community. That lives in harmony. And awareness. And awareness. Chúc mừng đại chúng sau ba pháp tam quy này cho đến trọn đời. Quý vị là đệ tử của Phật, nguyện cố gắng áp dụng những lời Phật dạy trong đời sống hàng ngày để xây dựng nền tảng hạnh phúc cho bản thân, nền tảng đạo đức cho mình, cho người và cho xã hội. Đây là giờ phút quý vị tiếp nhận năm giới. Quý vị nghe từng giới một và xin đáp rằng dạ giữ được sau mỗi giới được hỏi. Giới thứ nhất, ý thức được khổ đau do sự sát hại gây ra. Con xin học theo hạnh từ bi của Phật, nguyện không giết người hại vật, dù trong tư tưởng hay trong cách sống hàng ngày của con. Đó là giới thứ nhất. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận giữ được giới này không? Đây là giới thứ hai. Ý thức được khổ đau do sự trộm cắp và bất công trong xã hội gây ra. Con xin học hạnh từ bi, nguyện không lấy của người khác. Bên cạnh đó, con nguyện sẽ chia sẻ những gì trong khả năng của con với những người đang thật sự thiếu thốn. Đó là giới thứ hai của năm giới. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận được giới này không? Đây là giới thứ ba. Ý thức được khổ đau do tà hạnh gây ra. Con xin học theo tinh thần trách nhiệm giúp bảo vệ tiết hạnh và hạnh phúc gia đình của con và của người.
Con nguyện không làm việc dục nhiễm với những người không phải là vợ hay chồng của con. Con ý thức được rằng muốn bảo vệ hạnh phúc của con thì phải biết bảo vệ hạnh phúc của người và bảo vệ trẻ em không cho nạn tà dâm tiếp tục gây nên sự đau khổ, đổ vỡ của đời sống gia đình. Đó là giới thứ ba của năm giới. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận và hành trì giới này được không? Đây là giới thứ tư. Ý thức được khổ đau do lời nói thiếu chánh niệm gây ra. Con xin học theo hạnh ái ngữ và lắng nghe để dâng tặng niềm vui cho người và làm vơi bớt khổ đau của người. Biết rằng lời nói có thể mang hạnh phúc cho người, lời nói cũng có thể mang khổ đau cho người. Nên con nguyện chỉ nói những lời chân thật, có giá trị xây dựng hiểu biết và hòa giải. Con nguyện không loan truyền những tin tức gì mà con không biết chắc là có thật. Đó là giới thứ tư của năm giới. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận, học hỏi và hành trì giới này được không? Đây là giới thứ năm. Ý thức được khổ đau do thiếu chánh niệm trong việc ăn uống và tiêu thụ hàng ngày. Con nguyện có thực tập chánh niệm. Con biết rằng thân thể này do tổ tiên ông bà trao truyền lại, nên con nguyện giữ thân cho tốt bằng cách không uống rượu, không hút sách, xì ke, ma túy hay ăn uống những thức ăn, thức uống nào có thể mang bệnh tật hay là đau khổ cho thân của con. Bên cạnh đó, con cũng nguyện không tiếp xúc với những phim ảnh, sách báo, những câu chuyện nào không mang lại lợi lạc cho tâm hồn của con. Vì con biết rằng thân tâm này được nuôi dưỡng bằng những chất liệu của chánh niệm. Đó là giới thứ năm của năm giới. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận và hành trì giới này được không? Tốt lắm, hôm nay quý vị đầy đủ duyên lành tiếp nhận tam quy và năm giới. Cầu nguyện tam bảo gia hộ cho quý vị luôn luôn có đủ an vui để thực tập những giới pháp mà chúng ta đã thọ. Sau đây là phần thọ giới của các vị thập thiện. Xin các vị phát tâm thọ thập thiện, hãy lắng nghe. Đây là giờ phút long trọng để quý vị tiếp nhận 10 giới này. Các vị thọ giới thập thiện, đây là giờ phút quan trọng. Chư Phật trong 10 phương, Long Thiên Bát Bộ hộ pháp thiện thần đang vui mừng tán thán nơi cảnh giới ta bà, đang có những người thực tập tránh xa 10 ác nghiệp để bước lên 10 thiện nghiệp. Đây là hạnh phúc, đây là nền tảng xây dựng phước lạc của nhân thiên. Các vị hãy tiếp nhận giới này với tâm hồn thanh tịnh, xin đáp rằng dạ giữ được sau mỗi giới được hỏi. Đây là giới thứ nhất. Như chư Phật suốt đời không sát hại chúng sanh mà tu hạnh phóng sanh, quý vị có phát nguyện tiếp nhận được giới này không? Giới thứ hai, như chư Phật suốt đời không gian tham trộm cắp mà tu hạnh bố thí giúp đỡ, quý vị có phát nguyện tiếp nhận được giới này không? Đây là giới thứ ba, như chư Phật suốt đời không tà hạnh mà tu chánh hạnh, con nay học theo Phật, nguyện không tà hạnh mà tu chánh hạnh và khuyên bảo người khác tu chánh hạnh. Đó là giới thứ ba của thập thiện nghiệp. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận giới này không? Giới thứ tư, như chư Phật suốt đời không nói dối, con nay học theo hạnh Phật, suốt đời không nói dối mà tập nói lời chân thật. Đó là giới thứ tư. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận được giới này không? Như chư Phật suốt đời không nói lưỡi hai chiều, nói lời đâm thọc, nay con xin học trong hạnh Phật, nguyện không nói lưỡi hai chiều, không đâm thọc để cho người khác hận thù gây gỗ. Đó là giới của thập thiện. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận được giới này không? Như chư Phật suốt đời không mắng rủa người khác bằng những từ ngữ thô tháo, con nay học theo hạnh Phật, từ đây đến trọn đời, nguyện
không mắng xả người khác bằng những lời lẽ thô tháo. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì được giới này không? Như chư Phật suốt đời không nói lời vô ích, nói lời dụ dỗ, con nay học trong hạnh Phật từ đây đến trọn đời, không nói những lời vô ích, nói lời dụ dỗ, mà hãy nói lời chân thật, xây dựng và thương yêu. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận được giới này không? Như chư Phật suốt đời không tham lam, con nay học trong hạnh Phật, nguyện giảm tâm tham của con bằng cách thực tập tu hạnh ít muốn biết đủ. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì được giới này không? Giới thứ 9 là như chư Phật suốt đời không sân hận mà tu hạnh từ bi, con nay học theo hạnh Phật giảm thiểu sân hận bằng cách nuôi dưỡng lòng từ bi, mở lòng thương yêu đến tất cả mọi loài mọi người để tăng trưởng tâm từ bi và tâm không sân hận. Đó là giới thứ 9. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận được giới này không? Đây là giới thứ 10. Như chư Phật suốt đời tu hạnh chánh kiến trí tuệ mà giảm thiểu sự si mê của mình, con nay học trong hạnh Phật biết học quán chiếu mọi nhân mọi duyên, không tin theo những tà thuyết chống trái với đạo lý nhân quả duyên sinh vô thường vô ngã. Đó là giới thứ 10 của 10 giới. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận và hành trì được giới này không? Tốt lắm. Hôm nay đầy đủ duyên lành, quý vị phát tâm thọ tam quy ngũ giới, cũng như bước thêm một bước nữa là thọ thập thiện nghiệp. Cầu mong cho tất cả quý vị có đầy đủ duyên lành, thân cận tam bảo, thiện tri thức, làm cho giới pháp của mình mỗi ngày thêm trong sáng. Lẽ ra hôm nay lễ này mỗi người sẽ được tiếp nhận một điệp giới quy y, nhưng mà bởi vì ngày hôm qua đông quá cho nên hết điệp, còn lan. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa đọc tên giải thích, sau đó Pháp Hòa sẽ nhờ quý vị nào quy y đó thì sẽ gặp mà một Phật tử ở bên ngoài, ghi lại cái địa chỉ của mình cho rõ, để rồi khi mà về bên Canada đó, Pháp Hòa sẽ làm cái điệp giới rồi gửi đến nhà cho quý vị. Hôm nay quý vị chỉ nghe cái tên của mình và giải thích. Quy y mà được pháp danh nghĩa là gì? Tức là cái tên trong đạo, và mỗi một cái tên nó mang một cái ý nghĩa của sự tu hành. Nam thì chữ tuệ, nữ thì chữ từ. Từ là từ bi, tuệ là trí tuệ. Trí tuệ từ bi là hai căn bản tu hành của nhà Phật. Cho nên thường người ta nói đạo Phật là đạo từ bi trí tuệ là vậy đó. Tức là mình làm sao mình ứng dụng được cả hai phương diện từ bi trí tuệ trong cuộc sống hàng ngày. Phật tử Jessica Lab, pháp danh là Từ Xứ. Xứ có nghĩa là nơi chốn. Nơi chốn mà người ta quay về, người ta nương tựa, đó là nơi chốn là từ bi. Cũng giống như cửa Phật vậy đó. Từ Xứ là giống như cửa Phật. Khi nào ai đau khổ về nương về cửa Phật. Jessica có đây không? Phật tử Vanessa Nguyễn Thảo có đây không? Pháp danh là Từ Thiều, chữ Thiều nghĩa là đẹp. Được rồi con đó, dạ được rồi con ở đó đi. Được rồi, dạ Từ Thiều nghĩa là người có lòng từ rất đẹp, Từ Thiều. Còn Jessica là Từ Xứ, the place of loving kindness. Phật tử Võ Thị Ngọc Lan. Có đây không? Pháp danh là Từ Tạng. Pháp danh Từ Tạng. Tạng là chứa, người chứa đầy đủ lòng từ. Pháp danh Từ Tạng. Phật tử Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, pháp danh Từ An. Lấy sự bình an mà, lấy lòng từ mà an tâm mình, cũng như an tâm của người. Phật tử Lương.
Lương Thoại Nam. Rồi, pháp danh là Tuệ Phương. Chữ Phương này á có nghĩa là đẹp. Thấy không? Chữ Phương là đẹp. Tức là người có một cái trí tuệ rất đẹp. Tuệ Phương. Phật tử Trần Ái Hoa. Pháp danh là Từ Đạo. Đạo là con đường. Con đường từ bi kêu Từ Đạo. Phật tử Lương Kim Phát. Lương Kim Phát pháp danh là Tuệ Đăng. À, chữ Đăng này á, là mình đi lên, bước lên á, đăng cơ, đăng lên á, lên cái bậc thềm của trí tuệ gọi là Tuệ Đăng. Phật tử Trần Kim Lai pháp danh là Tuệ Thịnh. Pháp danh Tuệ Thịnh. Cô hả? Dạ, tự Trần Kim Lai. Dạ. Một dấu thôi mà nó sai, thấy không? Phật tử Trần Kim Lai pháp danh là Từ Thịnh. Chữ Thịnh này là hưng thịnh, làm cho lòng từ mình mỗi ngày mỗi hưng thịnh lên. Phật tử Trịnh Thị Kiều. Trịnh Thị Kiều pháp danh là Từ Tôn. Từ Tôn tức là lòng từ tôn quý. Tôn quý, người biết tôn quý lòng từ, cho nên tự nhiên mình trở thành người tôn quý. Yeah. Phật tử Nguyễn Ngọc Tùng, Nguyễn Ngọc Hùng. Nguyễn Ngọc Hùng pháp danh là Tuệ Quyết. Chữ quyết này là quyết định á, có trí tuệ để quyết định tất cả sự việc trong đời. Phật tử Ngũ Thủy Giao, Ngũ Thúy Giao pháp danh là Từ Thùy. Chữ Thùy, à, Từ Thùy, Thùy có nghĩa là rủ lòng xuống. Ví dụ mình nói xin Phật Thùy Từ, tức là hãy rủ lòng thương xuống cho con. Tức là mình đem lòng từ của mình luôn luôn rủ lòng xuống cho tất cả mọi người là Từ Thùy. Phật tử Đặng Thúy Kim pháp danh là Từ Túc. Chữ Túc là đủ. À, người có đầy đủ lòng từ gọi là Từ Túc. Phật tử Lê Alina pháp danh là Từ Liêm. Liêm này là liêm chính, honest. The honest, compassionate, honest. Phật tử Ngô Thị Dung, Ngô Mỹ Dung nhé. Ngô Mỹ Dung pháp danh là Từ Kính. À, từ kính có nghĩa là mình lấy lòng từ để mình kính trọng tất cả mọi người. Hay là nói cách khác, vì mình có kính trọng lòng từ cho nên trong người mình lòng từ mỗi ngày mỗi thêm lớn. Phật tử Thái Thị Thu Tuyết pháp danh Từ Bạch. Bạch tức là, bạch này là rõ ràng sáng suốt. Tức là lòng từ của mình luôn luôn rõ ràng sáng suốt để mọi người tiếp nhận được cái đó. Phật tử Lê Xuân Phú pháp danh là Từ Xương, Tuệ Xương. Xương này là xương minh, hưng thịnh. Yeah. Trí tuệ hưng thịnh. Phật tử Kha Long pháp danh là Tuệ Đôn. Chữ Đôn này là đôn hậu á, cái người có cái hậu, cái lòng tốt gọi là Tuệ Đôn. Phật tử Nguyễn Huy pháp danh là Tuệ Khải. Khải này là khơi sướng lên, khải phát. Phật tử Huỳnh Thanh Thảo pháp danh Từ Chuyên. Từ Chuyên có nghĩa là người sống với lòng từ và chuyên cần tu tập. Chuyên, chữ chuyên là chuyên cần, siêng năng. Nguyễn Huỳnh Cơ nam hay nữ pháp danh là Tuệ Căn, tức là người có gốc rễ của trí tuệ. Căn là rễ đó, người có gốc rễ của trí tuệ. Phật tử Trần Thị Lệ Thu pháp danh là Từ Thiên. Chữ Thiên là bầu trời, một bầu trời thương yêu rộng lớn.
Phật tử Trương Thị Thu Thủy, pháp danh là Từ Hóa, lấy lòng từ mà hóa độ mọi người, mọi loài. Phật Lữ Lương Tâm Nhi, pháp danh là Từ Đồng, tức là người một người trẻ mà có lòng từ. Phật tử Huỳnh Thị Loan, pháp danh là Từ Nhiên. Từ Nhiên, chữ nhiên á, có nghĩa là thiên nhiên, là tự nhiên. Tức là nhiều khi mình sống với lòng từ á, thì mình cứ sống thoải mái, nhẹ nhàng mà tự nhiên người ta cảm nhận được. Không cần phải giả bộ, mà cái lòng từ đó nó sẵn có trong mình. Nó sẵn có cho nên là tự nhiên. Yeah. Phật tử Trần Thị Thanh Hiền, pháp danh là Từ Thủ. Chữ thủ là đứng đầu. Thủ có nghĩa là the first. First thing in your... First thing, một việc làm gì đầu tiên nhất, thì mình lấy lòng từ ra, mình ứng xử. Hiểu không? Từ Thủ. Giống như mà người ta đi thi, người ta đậu hạng nhất kêu là thủ khoa. Phật tử Lương Nancy, pháp danh là Từ Hà. Chữ Hà là con sông thương yêu, dòng sông thương yêu gọi là Từ Hà. Ở đây mình có tổng cộng là 16 vị thọ thập thiện. Thì Pháp Hòa sẽ phát cho quý vị cái điệp giới thập thiện sau. Quý vị nào thọ thập thiện đó, sẽ có một cái cuốn sổ thọ thập thiện. Thì trong đó cũng đầy đủ 10 giới. Như ngày hôm qua quý vị thọ ngũ giới thì có cuốn sổ ngũ giới. Ai mà thọ thập thiện thì sẽ có cuốn giới thập thiện. Bây giờ đây đến cái phần thế phát gieo duyên. Tổng cộng là bao nhiêu vị? Mới có 66 người à hả? Ước gì đi làm thiệt luôn đỡ khổ. Tức là may là gieo duyên mới được nhiêu đó nha. Chứ nếu mà làm thiệt chắc có một. Không chừng không có nữa. Có cái cô đó, cổ xin thế phát xuất gia gieo duyên. Thầy mới vừa nhá cổ ba cái, cổ thầy vừa xoay lưng cái cổ vuốt vuốt coi thầy cắt nhiêu. Pháp Hòa mà trời tiết kiểu này mà sao đi nổi. Thôi giờ cái này thì hơi khó làm bây giờ, là bởi vì nếu mà ở đây có những người có mặt ở đây không có đi tới lui nhá kéo khó lắm. Cho nên thôi bây giờ Pháp Hòa là giải thích cái lễ này trước. Rồi một chút xíu nữa đó, chỉ những vị nào phát nguyện này thì ở trước đây làm cho nó dễ. Chứ bây giờ dù có người ở sau, có người ở không, đi tới lui rất là khó. Nhưng mà bây giờ Pháp Hòa giải thích cái lễ này trước. Không chừng biết đâu xong rồi cái thêm 40 nữa cho chẳng trăm. Kính thưa đại chúng, ở trong đời á, chúng ta có nhiều cái rối rắm. Rối rắm ở trên thân và rối rắm ở trong lòng. Mà cái rối rắm mà căn bản nhất ở cái mặt thân của mình á, là tóc. Cho nên tóc là một cái gì nữa, nó làm đẹp con người. Mà chính mình muốn nó đẹp cho nên mình cũng phiền não với nó nhiều. Lâu lâu mà chải xuống mà thấy nó bạc là phải nhuộm. Không? Rồi mà mình phải coi mình tóc kiểu nào cho nó hợp. Nói chung là tóc là một cái tượng trưng cho phiền não, rối rắm. Dĩ nhiên là không phải chỉ cái tóc mà trong lòng nữa. Vì vậy cho nên ở trong lòng cũng có phiền não, mà ở ngoài chúng ta cũng có não phiền trên thân mình, mà căn bản là cái tóc. Cho nên người muốn xuất gia thì
thì nhất định phải chấp nhận phủi tóc, tức là chấp nhận phủi bỏ thứ nhất là cái đẹp của mình. Bởi vì đi tu rồi thì cần cái đẹp của tâm hồn hơn là cái đẹp của thân thể. Cho nên người tu mà cạo đầu rồi nhìn nó không bằng người có tóc. Nó chưa chắc à. Nói khiêm cung vậy thôi. Chứ cái kiểu này 2000 năm rồi, tới bây giờ nó vẫn fashion như thường. Quý vị không tin á, một chút mà quý vị có rảnh á, hay là hôm nào có rảnh mà quý vị đi đâu với quý thầy, quý sư cô á, người ta nhìn quý thầy, quý sư cô nhiều hơn. Tại vì quý thầy, quý sư cô có một cái fashion mà mình không có. Đúng không? Là cái fashion này là gì? Đầu tròn áo vuông. Tiếng Hán gọi là phương đảnh viên bào. Tức là vuông á, cho nên cái y đó nó có ô. Phương này là gì? Là vuông. Còn viên là tròn, đầu mình tròn, áo mình vuông, cho nên đời sống của mình vuông tròn. Quý vị hiểu ý không? Cho nên á, mỗi ngày cái người mà còn đời thì mình còn tóc. Giống như nãy giờ ngồi đây á, cái người mát nhất là những người không có tóc. Còn cái người mà người ta còn cho nên ta cứ vuốt hoài là nó nóng quá. Quý vị thấy không? Cho nên nó lợi đủ thứ hết. Mấy đứa nhỏ nó hỏi thầy, why you shave your head? Mà cái giải thích hay nhất là to save shampoo, đỡ tốn tiền xà bông. Đó, thành thử ra rồi á, đó là mình nói trên cái phương diện đùa, nhưng mà đó là một sự thật. Tức là mình không có phiền não gì hết. À, bây giờ mà sáng ngồi ngủ dậy mà hay là hôm nào tóc mình nó ra lú lú, mình ngứa ngứa, chỉ cần 5 phút là xong à. Còn mà mình mà còn tóc là 5 phút mới được có gốc à. Thành thử mà muốn tròn cái đầu phải 1 tiếng. Đó là chưa nói kẹp này, kẹp kia, xức spray này, spray nọ mà đi về. Sợ gió, tóc gió thôi bay. Tóc em dài em đi trong gió, tóc em ngắn em đi trong nắng. Không? Tóc em lưa thưa em đi gì? À, trong mưa. Tóc em không có em đi vô chùa. Tóc em dài em đi trong nắng, tóc em ngắn em đi trong mưa. Hả? Rồi gì nữa? À, đứa tâm lưa thưa đi trong gió hả? Tóc không có mới vô chùa. À, cho mỗi ngày chúng ta, cái tóc á, là cái, tuy rằng nó là cái gốc của cái đẹp, mà chính cái gốc đó nó cũng làm cho mình nhiều cái phiền muộn về vấn đề chăm sóc, rồi tốn kém, rồi đủ thứ hết. Mà phủi tóc đi cũng có nghĩa là mình làm con người mình khác đi, thì có nghĩa là cuộc sống của mình cũng phải khác. Cho nên tổ Quy Sơn á, trong kinh, trong cái sách Quy Sơn Cảnh Sách, ngài có nói như thế này: phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu long thánh chủng, chấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân, bạc tế tam hữu. Tức là phàm là người xuất gia, là phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tức là một bước đi của mình là bước trên phương trời cao rộng. Phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, tức là cái tâm của mình và cái hình tướng của mình nó khác với người thế tục, gọi là tâm hình dị tục. Để làm gì? Để mình tu và để thiệu long thánh chủng, tức là làm hưng long, làm hưng thịnh dòng giống của bậc thánh, gọi là thánh chủng. Chấn nhiếp ma quân, tức là chấn phục những loài ma. Dụng báo tứ ân, để làm gì? Để mà báo bốn ơn, độ cho ba cõi. Lời của tổ Quy Sơn nói về người tu: phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu long thánh chủng, chấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân, bạc tế tam hữu. Cho hôm nay
quý vị còn nhiều cái duyên trần ràng buộc, chưa thể bây giờ đi xuất gia được. Cho nên xin nguyện nhá kéo 3 lần để gieo cái duyên xuất gia đó. Gieo cái duyên xuất gia đó, rồi hy vọng có thể trong đời này, có thể ở trong một kiếp nào trong tương lai, mình đủ duyên để đi trên con đường xuất gia này. Bởi vì nếu chúng ta không gieo thì chúng ta không có cơ hội biết được mình có cơ hội lớn lên. Cho nên phải gieo. Thí dụ bây giờ người ta chưa bao giờ biết lại Phật, nhưng mà đi ngang cái tượng Phật cái người ta cũng biết chắp tay xá một cái, gieo duyên rồi đó. Gieo rồi đó, rồi mai mốt có thể nhờ được một xá, rồi mai mốt xá cái xá nữa. Cho nên người đó chưa bao giờ niệm Phật, nhưng mà bây giờ mình biểu người ta niệm, tao không niệm đâu, thôi mình viết chữ Nam Mô Di Đà Phật mình dán đâu đó. Họ đi ngang họ thấy cái chữ cái họ phải đọc, mặc dù không muốn, nhưng mà cái lệ thường là thấy chữ là phải đọc. Hỏi gì vậy? Nam Mô Di Đà Phật chứ gì. Mình biểu người ta niệm Phật, nhưng mà bằng cách đó đó, biểu niệm tao không niệm đâu, nhưng mà giả bộ hỏi chữ đó chữ gì, nó Nam Mô Di Đà Phật chứ gì mà không biết. Cái là ta niệm Nam Mô Di Đà Phật. Quý vị hiểu ý không? Cái đó gọi là gieo duyên. Cho nên á, một khi duyên gieo rồi, gieo duyên rồi thì mình sẽ tích duyên. Tạo duyên, gieo duyên, tích duyên. Tích duyên là gì? Là mình trân quý cái duyên. Giống như mình được duyên đến chùa rồi, mình phải trân quý cái đó, để sợ mai mốt mình mất cái duyên đó. Xin lỗi, giống như một người mà mình được một cái người mình yêu rồi, mình sợ mất, cho nên lúc nào cũng giữ quý lắm, tích duyên. Nhưng mà nhiều khi mình giữ một cái món hàng gì đó mà mình quên giữ cái tâm, uổng đi. Cho nên nhớ trân trọng và giữ cái tâm này. Rồi cái cuối cùng là gì? Rồi khi mà mình phát cái nguyện đó rồi thì mình đối trước Tam Bảo, mình nguyện hôm nay con thế phát gieo duyên theo Phật, và con nguyện rằng nếu trong đời này con có khả năng theo Phật thì con xin làm người xuất gia, hay là một đời kiếp nào trong tương lai con xin làm điều đó. Quý vị hiểu ý như vậy. Cho nên đó là cái nghĩa của thế phát. Chữ phát nghĩa là tóc. Chữ phát nghĩa là tóc. Hồi xưa mà ngay bây giờ cũng vậy, các thầy mỗi lần mà cạo tóc á, thì có cái bài kệ như thế này: thế trừ tu phát. Thế trừ tu phát có là cạo bỏ râu tóc. Chữ tu là râu, phát là tóc. Cầu cho chúng sanh, gọi là đương nguyện chúng sanh vĩnh ly phiền não, tức là vĩnh viễn xa lìa cái phiền não. Cứu cánh tịch diệt, tức là rốt ráo sống được cái đời sống tĩnh lặng. Đó, mỗi ngày, mỗi lần mà cạo tóc ta đọc câu đó, đó. Thế trừ tu phát, đương nguyện chúng sanh vĩnh ly phiền não, cứu cánh tịch diệt, án tất điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà ha. Còn hôm nay quý vị chỉ gieo duyên thế phát thôi, thì quý vị có bài kệ như thế này: cắt tóc để gieo duyên, nguyện sống không ưu phiền, kết duyên cùng Tam Bảo đời này và đời sau. Đó là cái pháp hòa giải thích. Rồi chút xíu nữa, sau khi mình sinh hoạt xong đó, thì mình sẽ có cái lễ này để riêng cho các vị nào phát nguyện thì quỳ ngay trước chánh điện đây dễ hơn. Chứ giờ người có người không thì nó lõn chõn, nó không có thuận. Giờ quý vị có mệt không? Ngồi nổi nhiêu đây nữa không? A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, đây là bây giờ cái giờ này là bởi vì lẽ ra là mình sẽ không còn cái Phật mục này, nhưng mà đi có một chút mà ra thêm nhiều nữa này. Thôi thì bây giờ cứ tùy duyên, trả lời được nhiêu hay nhiêu thì Pháp Hòa sẽ có một giờ để giải thích cái phần này.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 4 tháng 6 năm 2014. Chúng ta đang ở tại tỉnh Thất Hiền Như, thành phố El Monte, kiểu tiểu bang California, Hoa Kỳ, tiếp tục sinh hoạt Phật Pháp Vấn Đáp trong cái ngày cuối cùng sinh hoạt hôm nay. Bạch Thầy, con muốn hỏi tại sao phải đốt nhang? Đốt nhang có ý nghĩa gì? Xin thưa, nhang hay là hương là tượng trưng cho giới đức hay là giới hạnh của mỗi người. Ở trong kinh có câu: trong các loài hương không có hương nào bay được ngược gió, chỉ hương của người đức hạnh bay ngược gió bốn phương. Vì vậy cho nên mỗi khi mình thắp hương á, là tượng trưng cho cái giới hạnh của mình. Ví dụ người nào mỗi lần thắp hương á, thì nó có bài kệ cho mình đọc để mình nguyện: dâng hương cúng Phật nguyện thề, lòng luôn tỉnh thức bồ đề trồng gieo. Cho nên mỗi lần mình thắp cây hương cho Phật thì không phải cho Phật thơm, mà chúng ta thắp cây hương đó là chúng ta nguyện giữ gìn những cái giới mà chúng ta đã tiếp nhận. Thí dụ như 5 giới, 10 giới vân vân, để làm cho cái hương đức hạnh của mình càng ngày càng lan tỏa. Nhưng bây giờ thắp hương thắp mấy cây? Căn bản thì 3 cây: hương giới, hương định, hương tuệ. Nhưng mà thật sự ra đó, trong tuệ nó có giới, có định. Trong định có tuệ, có giới. Trong giới có tuệ, có định. Cho nên chỉ cần thắp một cây cũng đủ. Quý vị hiểu ý như vậy. Hương của Phật có 5 phần: hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát và giải thoát tri kiến. Chúng ta gọi là ngũ phần hương. Cho nên mình thắp một cây đủ rồi. Còn nếu như mình đến chùa lễ Phật mà thấy ai đã thắp sẵn cây hương rồi, mình không cần thắp nữa, mình chỉ cần lễ Phật thôi. Đừng có nghĩ rằng tôi phải thắp một cây hương Phật mới biết tôi có ở đây, còn không thôi Phật không biết. Không phải vậy. Và có những người thắp thật là nhiều hương. Để chi biết không? Để mong rằng khói hương này nó đủ mạnh, nó lên tới trời, Phật mới biết là mình thắp hương cho Phật. Không phải. Cây hương đó là chỉ tượng trưng cho giới thôi, giới đức của mỗi người chúng ta. Và mỗi khi chúng ta thắp cây hương thì chúng ta nguyện như vậy. Đây nè, trong kinh Pháp Hoa có phần nói rằng đốt ngón tay hay đốt thân là cúng dường chư Phật. Xin Thầy giải thích dùm. Phật Di Lặc lại đưa ngực ra. Có người Mỹ không hiểu, nói là không chỉnh tề. Trời ơi, nhiều khi họ ở trần họ đi nguyên đường có ai nói gì đâu. Nhiều khi nóng quá ở trần đi nguyên đường cả ngày có ai nói gì đâu, mà giờ Phật cũng ngồi cạch có đưa cái ngực ra chút xíu thôi mà cũng la làng. Thưa đại chúng, là ở trong nhà Phật á, không, cái tinh thần nguyên thủy của nhà Phật là không có đốt ngón tay, không có đốt thân, không có đốt những cái liều ở trên đầu. Cái vụ mà mình đốt những cái chấm chấm trên đầu đó, đó là theo tinh thần Bồ Tát của Đại Thừa, chứ còn nguyên thủy nhà Phật không có cái này. Nhưng mà ở đây chữ đốt nghĩa là gì? Bởi vì thân có nghĩa là thân tứ đại. Con người chúng ta thường chấp vào cái sắc thân. Nhưng mà cái người tu thoáng, tu đến có cái nhìn phát triển Đại Thừa, thì người ta không có coi cái thân này là trọng, mà người ta chỉ quý nó để mà tu hành thôi. Còn nếu nở mà nó có chết đi rồi thì cũng biết đây là cái thân tứ đại giả hợp. Quý vị hiểu ý như vậy đó. Cho nên trong chùa thường hay nói đốt thân, đốt ngón tay rồi vậy đó.
giống như đốt cái này, đốt cái trên cái đỉnh, trên cái đầu mình đó. Có nhiều Phật tử nói thầy đó có 3 chấm à, tu ít hơn thầy 6 chấm. À, rồi thầy không có chấm nào chắc không tu. Không phải vậy. Cái chấm đó nó không có mang, nó không có phải là bắt buộc, nó không có phải là giới luật gì của nhà Phật hết. Mà đó là tùy theo cái sự phát nguyện của mình thôi, chứ không có sao hết á. Mà người xưa người ta muốn đốt cái trên này là người ta phải căn cứ vào cái bàn tay của đương sự. Người ta mới lấy cái bàn tay của người muốn đốt, người ta đo từ chóp mũi nè, lấy cái ngón cái đo từ chóp mũi đo lên. Thì ta hễ mà cái bàn tay lớn nhỏ của người nào ngay đâu là cái huyệt nó nằm ngay đó. Người ta mới lấy cái bút, người ta làm dấu vào đó. Rồi tới cái đàn mà thọ nhận cái liều đó đó, cái đó người ta kêu là đốt liều đó. Liều tức là liều hương á. Ta để lên đầu mình cho đổ, để lên nó kêu cái xèo vậy đó. Không? Rồi nó chín từ từ nó phỏng, nó chín cái chỗ đó. Mà trong khi đó nó nóng, cái mồ hôi rồi sức nóng của cái người đó mình phải chịu. Rồi đại chúng niệm Phật tụng kinh để hộ niệm cho người đó, cho nó chín hết cái chỗ đó rồi mới gấp cái cục nhang đó ra. Rồi bắt đầu nó mới làm mũ cái chỗ đó. Làm mũ cái chỗ đó rồi khoảng tuần sau vậy đó, phát cho một cục nếp ăn cho nó trương lên. Rồi bắt đầu mới gỡ cái mài đó ra và từ đó nó mới thành thẹo. Rồi thầy chùa nó dốc nó. Di Đà Phật xin thưa đại chúng, về cái câu hỏi thứ hai là tại sao Phật Di Lặc đưa cái áo đó. Thường thường quý vị thấy Phật Di Lặc ngồi, xin lỗi dùng cái từ là đưa ngực á, rồi mà hở áo vậy đó. Cái đó là một cái biểu tượng, bởi vì Đức Di Lặc là tượng trưng cho hạnh hỷ xả. Mà người hỷ xả đó thì người ta mở lòng. Nhưng mà không lẽ giờ làm cái tượng mở cái bụng ra cho lòi nguyên ruột nè. Cho nên ta mở cái áo. Mở cái áo là tượng trưng cho mở lòng. Rồi Phật Di Lặc có cái bụng to là tượng trưng cho cái người lòng dạ hoan hỷ rỗng rang. Tại vì cái người có tu á thì chứa được những điều mà mình khó chứa, xả được những điều mà thế gian mình khó xả. Cho nên người ta mới khen Phật Di Lặc á, khen Phật Di Lặc là bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ thường xả, xả những điều khó xả của thế gian. Cái bụng lớn có khả năng dung chứa, nhưng mà dung chứa những điều người đời khó chứa, phải không? Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ thường xả, xả những điều khó xả của thế gian. Xin thầy giải thích giùm con tại sao các thầy ở Thái Lan lại ăn mặn như vậy, trái với lời Phật dạy và không có từ bi thì cứu độ chúng sanh. Và xin thưa, mình không thể nói vậy được. Bởi vì đây là cái thời của Phật á, Phật đi khất thực. Và vì bên Ấn Độ người ta nghèo, cho nên người ta không có, người ta có chi người ta cúng nấy. Vậy vậy cho nên thời Phật là các vị ôm bình bát đi khất thực. Ai cúng cái gì thì mình nhận cái nấy, chứ không có quy định là mình thích ăn cái gì. Cho nên các thầy ngày xưa đi khất thực á, ôm cái bình bát á, là tay trái á, để ở dưới lòng bằng tay trái mình á, để ở dưới cái đít của bình bát. Và cái tay phải thì mình che ở phía trước cái bình bát. Khi mà người ta đem đến cúng cho mình, khi mà đi á, là không có ngó hai bên, xem coi là nhà nào, nhà này nhà lầu chắc giàu, nhà kia nhà lá chắc nghèo, không có phân biệt. Đi là cứ nhắm mình đi như vậy thôi, rồi ai muốn cúng thì ra phía trước cúng. Cho nên cái đó gọi là thứ đệ khất thực. Thứ đệ tức là tuần tự đi khất thực chứ không có phân biệt. Trong khi đi khất thực là không được liếc ngó hai bên. Thậm chí á, khi người ta bưng thức ăn đến người ta cúng á, là mình thấy rằng có một người đứng trước mặt mình thì mình dừng lại và mình dở cái bát. Và xưa đại chúng, cái cách dở bát là dở như thế này: lấy cái tay phải của mình dở cái nắp bát ra và dở ngược như vậy nè. Dở như vậy để làm chi? Để che cái tầm nhìn của mình lại, để không còn biết là người ta cúng cái gì nữa.
Còn nếu mình mở như vậy á, thì thứ nhất là người ta khó để vô, cái thứ hai là you know what's in there, là mình biết cái gì trong này. Rồi thí dụ như bây giờ mình dở cái giày nè, rồi gặp cái món bánh tiêu mình thích nữa, rồi mình ngó bên, trời ơi cô Phật tử này cổ cúng bánh tiêu đúng món của mình. Rồi cái hôm sau mình người ta trở lại người ta cúng, cái mình nói cô cúng bánh tiêu bữa hôm phải không, cô làm bánh tiêu ngon lắm đó. Lần sau cho nữa nghe. Tức là cái thời của Phật đi khất thực là chỉ thứ để khất thực và không phân biệt bất cứ món gì người ta để vào, ai cúng chi ăn nấy. Vì vậy cho nên thời của Phật là không có ăn chay. Mãi đến khi Phật giáo truyền sang Trung Hoa, Phật giáo Đại Thừa phát triển, cho nên người ta mới đề lên cái thuyết ăn chay. Bởi vì lúc đó không còn đi khất thực mà chùa tự nấu. Mà mình tự nấu thì mình lựa món ăn, mình chay lạc mình nấu mình ăn. Và các nước Thái Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia, người ta vẫn giữ cái truyền thống ngày xưa là chùa không nấu ăn. Người ta vẫn sáng đi ôm bình bát khất thực. Cho nên ai cúng chi thì người ta dùng nấy. Và người ta quy định ăn thịt mà ba điều, cho nên gọi là tam tịnh nhục. Thế nào gọi là tam tịnh nhục? Không thấy, không nghe, không nghi. Bởi vì mình không có đi cùng một con đường, cho nên người ta sẽ không chuẩn bị là nấu cho mình. Người ta nấu cho người ta ăn, nhưng mà sẵn hôm nay ta nhìn ra cửa, ta thấy có mình một vị thầy đi ngang thì ta bưng ra người ta cúng. Cho nên mình biết chắc là người ta không phải vì mình mà người ta nấu người ta cúng. Và mình không có thấy con vật chết, mình không nghe tiếng con vật nó kêu, và mình chỉ ăn một bữa, ai cho chi dùng đấy. Và các vị ăn để nuôi thân, để nuôi thân mà tu hành. Cho nên ở cái mặt ăn uống, các vị đó đơn giản là cúng chi ăn nấy. Vì vậy cho nên đó là cái truyền thống, cái truyền thống của các cái nước Phật giáo Nam truyền. Thì chúng ta không thể nói là các vị thiếu lòng từ bi được, mà chúng ta phải hiểu sống ở quốc độ nào thì phải bằng lòng như vậy. Ngay cả khi mà người Tây Tạng á, người ta ở cái xứ mà người ta không có trồng trọt gì được, bởi vì trên núi cao, cho nên á, người ta không ăn gà, không ăn vịt, mà người ta ăn cái con giác. Con giác là một cái loại vật mà nó to như con bò. Ở bên Tây Tạng á, nó có một cái con đó đó, mà cái bộ lông nó rất là dày. Thì người ta giết một con đó mà người ta ăn được hàng trăm người. Tức là người ta cũng biết sát như vậy là sát sinh, nhưng mà người ta giết một con to để có thể nuôi được nhiều người, còn hơn là người ta ăn uống nhiều cái con vật nhỏ khác. Cho nên mình thông cảm là quốc độ nào thì người ta có cái truyền thống đó, và nếu mình sanh ở trong quốc độ đó thì cũng phải chấp nhận thôi. Kính bạch thầy, người bệnh được khuyên là nên trì chú Đại Bi, chú Dược Sư vân vân để khỏi bệnh. Nếu thiệt là linh ứng thì làm gì có người chết? Chết vì bệnh. Còn nếu là không linh ứng thì khuyên trì tụng làm gì? Thứ hai là khi gặp khó khăn, mọi người hãy cúng vái cầu nguyện chư Phật Bồ Tát gia hộ. Vậy chư Phật Bồ Tát có gia hộ không? Thưa đại chúng, bệnh nó có hai loại bệnh. Bệnh thân và bệnh tâm. Về thân bệnh thì ai cũng có, nhưng mà mình lo lắng cho cái bệnh đó, nó tăng trưởng bệnh hơn. Pháp Hòa ví dụ như cái người bị ung thư mà người ta sống sầu não lo rầu cho cái bệnh á, thì làm cho cái độc ung thư nó càng dễ sanh. Vì vậy cho nên á, mình muốn giúp cho cái tâm bệnh người đó được nhẹ phần nào, cho nên mình thường khuyên người ta tụng kinh. Tụng để làm gì? Để người ta có một niềm tin, người ta gửi vào cái buồn khổ người ta vơi đi qua cái lời kinh, thì người ta không có khổ đau đầy hai phần, vừa thân và vừa tâm. Và nếu như người ta có đầy đủ cái niềm tin, cái điều này chúng ta không thể nói được. Bởi vì sao? Bởi vì có cảm thì có ứng. Có cảm thì có ứng. Nếu niềm tin mình mà đầy đủ
và phước mình chưa hết thì có thể cái đó nó có. Nói như vậy thì đạo hữu này cũng đúng thôi. Nếu mà trì chú mà linh thì đâu có người chết vì bệnh. Nhưng mà thay vì người ta chết vì bệnh mà chết đau khổ lo lắng, thì mình nên đến mình khuyên người ta bệnh một mặt là phải trị, và đồng thời giúp cho người ta an định cái tâm. An định cái tâm qua cái sự tụng kinh trì chú, chứ không phải tụng mà hết. Phải không? Nó căng, nó cái duyên nó nhiều phần. Mình tụng là một phần, nhưng phước nghiệp của mình nữa. Cũng giống như mình bệnh mà uống thuốc vậy đó. Đâu phải uống thuốc là hết đâu. Phải không? Nhưng mà không thể không uống thuốc. Vì vậy cho nên á, khi một người nào có bệnh á, mình đến mình cho người ta cái an ủi. Bác ơi, bác đừng có lo nha. Như hồi nãy đó, Pháp Hòa biết có một bác Pháp Hòa quen lâu năm lắm rồi. Gần 30 năm quen biết bác. Thì hôm nay Pháp Hòa biết bác bị bệnh nan y. Cho nên Pháp Hòa tranh thủ chạy xuống thăm bác. Mà thật sự ngồi được có 15 phút à, là phải quay về liền. Thì trước khi đứng dậy, Pháp Hòa nói bác ơi, bác đừng có lo. Bác sĩ ở đây giỏi lắm, người ta sẽ tận tình chăm sóc cho bác. Tại vì cái người bệnh là người ta thường lo. Cho nên mình cho người ta một lời an ủi để người ta nhẹ nhàng, thì cũng giống như mình cho người ta lời kinh vậy. Như bây giờ giúp cho người ta có cái chỗ trụ, cho nên mình nói bác niệm Phật đi. Thì người ta lo ta niệm Phật, cái người ta quên kia. Pháp Hòa có một ông cụ, năm nay ông đã 95 tuổi rồi mà vẫn còn sống. Ông bị tim nặng lắm. Thì khi mà ông lên cơn tim mà sắp mệt á, thì ông nghĩ là ông sắp chết. Cho nên ông lên giường ông nằm sẵn mà ông thở theo cái mệt của ông. Khi mà tim ông lên nó hất lên một cái ông nói a gì. Rợn lát nữa cái nó xuống cái ông đà Phật. Mà cứ a mà ông niệm a di đà Phật theo cái mệt của mình vậy đó. 10 phút sau cái nó tỉnh lặng xuống. Mà tới bây giờ 95 tuổi còn đi xe bus ào ào. Cũng giống như cái người gặp khó khăn vậy đó. Khi mà người ta gặp khó khăn thì người ta thường hay hoang mang, lo sợ đủ thứ. Cho nên mình tôn giáo là người mình có một cái phần cầu nguyện. Thưa đại chúng, ở sống ở đời á, lý trí và tình cảm là hai cái mà không thể tách được. Lý là mình nói như vậy, nhưng mà đôi khi nó cũng phải có cái du di. Thở đây cũng vậy. Mình nếu mình nói rằng không có gì hết thì con người sống khô khan và không có điểm tựa. Cho nên khi một người người ta có nhiều khó khăn mà người ta hoang mang thì nó thôi ngồi xuống tĩnh lặng tụng thời kinh, gọi là cầu nguyện. Chứ cầu là gì? Cầu là muốn, muốn mới cầu đó. Còn nguyện là gì? Nguyện là làm. Mình muốn được như vậy thì mình cố gắng mình làm như vậy thì gọi là cầu nguyện. Thí dụ nói Nam Mô Di Đà Phật, con cầu cho con hết bệnh. Phải không? Cầu hết bệnh, cầu là muốn hết bệnh. Thì nguyện thì phải uống thuốc chữa bệnh. Cho nên nó không có cái gì gọi là mê tín, mà chẳng qua là một phương tiện giúp cho tâm của người đó an, và tùy theo cái phước nghiệp của họ. Và đồng thời có những cái cảm mà chúng ta không thể dùng ngôn ngữ bình thường để chúng ta nói được. Bởi vì có những cái điều chúng ta không giải thích được, nó do linh cảm thôi. Mà cái chỗ cảm đó đâu có ngôn ngữ nói. Bạch Thầy, thật là hạnh phúc được gặp Thầy và nghe giảng Pháp. Con xin có hai câu, xin Thầy chỉ cách lại uy nghi khi đến chùa. Trước kia con chưa biết Phật, trong nhà có thờ thổ địa thần tài và ông Táo, nhưng bây giờ con đã biết Phật rồi thì con có thờ thêm Phật phía trên như vậy được không? Cái này Pháp Hòa cũng sẽ dự định hôm nào Pháp Hòa sẽ nói một đề tài thần tài thổ địa. Nhưng mà thôi thì sẵn câu hỏi này thì Hòa cũng giải thích luôn. Về cái phần lạy á, thì Pháp Hòa cũng đã nói nhiều trong một vài cái bài giảng trước. Ở đây thì Pháp Hòa chỉ chia sẻ thêm á, lạy Phật có nghĩa là một cái pháp tu cho mình trừ đi cái ngã, cái tôi của mình, và đồng thời để giúp cho mình tiếp xúc được, mở lòng mình ra với muôn loài, muôn người. Cho nên khi lạy Phật đó là 10 ngón tay mình khép cho chặt. 10 ngón tay là tượng trưng cho cái tâm của mình nó lăng xăng ở 10 cõi.
Bây giờ mình hiệp nó lại, cho nên thường lại Phật đọc là nhất tâm đảnh lễ. Nhất tâm chứ không có tâm khác, một tâm này thôi, cho nên hiệp lại thành một và để ngay lòng ngực đây. Quý vị hiểu ý không? Để đây là tượng trưng cho đóa sen lòng ngay nơi tâm của mình. It's a flower come from the heart. Cho nên mình để ngay đây. Và khi mình lạy là mình đưa lên trán, tức là mình muốn cầu cái chỗ cao thượng thì trước hết phải hạ mình. Cũng giống như người muốn học giỏi thì trước hết phải hạ mình để học người khác. Trước khi lên làm vua thì cũng phải làm thái tử hay là làm cái người bình thường trước. Cho nên mình đưa lên trán cầu chỗ vô thượng, rồi thì mình hạ xuống mình lại. Và khi mở người mình xuống rồi thì tay mình mở ra để tượng trưng cho mở lòng, open heart, để mình học hỏi với nhiều người, để cho mình trưởng dưỡng mình lên. Nhưng mà khi mình lại xuống, mình chỉ nhẹ xuống, mình mở ra, chứ mình cũng không cần đưa lên trán lại rồi mình xòe tay ra rồi mình xuống chứ mình mở ra như vậy cơ mà ốp là như vậy. Không có cần. Mình nhẹ nhàng bình thường thôi. Dạ. Còn cái chuyện mình thờ ông Táo đó, thần tài thổ địa, cái này là thuộc về Trung Quốc chứ không phải của mình. Tuy nhiên chúng ta cũng hiểu cái gì cũng có thể là thần. Cho nên mình có thần đất, thần sông, thần trầm, thần lúa, thần chủ mã, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần hư không gì đó. Thì bây giờ á, nếu mình đã chưa thờ thì khỏi thờ. Còn nếu đã thờ thì thôi cứ thờ mà không cần phải dẹp. Bởi vì theo Pháp Hòa quan niệm, mình kính vẫn hơn là mình bất kính. Thí dụ bây giờ mình dọn vô nhà, mình ở nhà mới, thì mình mua một dĩa trái cây, mình thắp cây hương, mình nói hôm nay ngày lành tháng tốt, gia đình con chính thức dọn vào trong nhà mới này để cư ngụ, con xin trình cho các vị thổ địa thổ thần, các vị khuất mạc biết và gia hộ cho con ở đây được an ổn. Ví dụ người ta nói trời mê tín, thôi không sao, Pháp Hòa nghĩ dĩa trái cây và nói lên một lời nói đó có tốn kém, có chết người ta thằng Tây nào đó cũng nói. Và thí dụ bây giờ mình nghĩ đi, mình sống hàng xóm cũng phải biết hàng xóm chứ. Lâu lâu còn chiên chả giò được cho hàng xóm. Thì thôi các vị, mà đối với các vị mình không thấy, nhưng mà có kính thì vẫn hơn là lòng mình bất kính. Thì theo cái quan niệm Pháp Hòa là như vậy. Cho quý vị đã... quý vị đã thờ thì thôi cứ thờ. Còn ai chưa thì miễn cũng được, không sao. Còn mình đang thờ rồi thì bây giờ mình nếu có thờ Phật thêm thì mình cũng cứ gọn lại cái bàn thờ chỗ đó mình thờ thôi, chứ cũng không có sao. Nhưng nếu mình muốn thỉnh, cũng thỉnh để mình cất, mình đưa vào chùa cũng không sao. Cái đó tùy mình. Nhưng mà Pháp Hòa biết khi quý vị dọn rồi quý vị khó chịu lắm. Bởi vì cái gì mình thờ rồi mình dọn mình khó chịu. Thì thôi quý vị cứ kính thờ không sao hết. Dạ. Mình bây giờ mình nói ví dụ như thế này. Mình kính trọng mọi người, dù mình không biết người đó tốt hay xấu, nhưng mà cái đó, cái đức nó vẫn sanh, cái phước nó vẫn có hơn là ai mình cũng coi thường. Nghĩ như vậy đó. Cho nên cái người nào mà đồng tu, đồng đạo với mình đó, mình nói cái người đó thấy khét lắm, cái người đó thế này, thế kia, nói vậy chứ ít nhất ta biết đi chùa rồi, thì có ai để mà thấy ghét không ưa đâu. Người mà xấu mình còn lễ được mà. Cho nên không có gì trở ngại. Cho quý vị tập như vậy để tăng trưởng cái đức cho mình, cái phước cho mình. Con có người bạn thường xuyên đi hộ niệm. Có khi đi hộ niệm trong buổi tang lễ, mỗi khi đứng gần quan tài, bạn có cảm giác ớn lạnh xương sống, trong khi những người bạn khác đi hộ niệm chung đều không có cảm giác như vậy. Bạn con có bị nhiều lần như vậy? Bạn con bị nhiều lần như vậy không biết vì sao. Chắc trước khi đi có uống nước đá không? Nhiều khi trước khi đi muốn mát uống ly nước đá vô, đứng nó lạnh lạnh vậy. Xin thưa là mỗi người á, nó có cái lực khác nhau. Có khi á, mình nói ví dụ vậy nè, hôm nào trong người mình yếu đó, cái mình ngồi đâu mình nói sao tôi thấy hơi ớn lạnh. Tức là cái lực khỏe trong người mình nó giảm, cho nên cái đó dễ bị cảm, dễ bị bệnh. Thì lúc đó mình phải thoa dầu, mình làm gì đó.
Thì cũng như vậy, trong con người chúng ta nó có hai cái lực, một là âm lực, hai là dương. Vậy thì nếu mình như vậy đó, có nghĩa là mình cũng cái phần đó mình hơi yếu đó. Cho nên này, nếu mình không có cảm thấy thoải mái để mình tụng kinh, đi hộ niệm thì đứng xa xa. Chứ nếu mình cảm thấy khó chịu đứng gần chi, rồi được lạnh hoài rồi về than, thiếu gì chỗ đứng. Thấy không? Mình đứng không gần được thì mình đứng xa, miễn mình có tâm hộ niệm cũng được. Xin thầy hoan hỷ, gia đình con có người bệnh nặng nên tụng kinh gì? Vì con muốn cầu an cho người thân mỗi ngày. Khi mình có người bệnh đó, thì như nãy Pháp Hòa có nói vậy đó, tức là mình tùy theo mình có thể tụng kinh dược sư, kinh cầu an, tức là mình gửi cái năng lượng an lành tới cho người thân của mình thôi. Từ lúc nhỏ được mẹ quy y, bây giờ con quy y lại được không? Xin thưa, lúc nhỏ mình quy y á, tức là mình có thể cái ý thức mình nó chưa đủ. Cha mẹ giống như bây giờ vậy đó, dẫn con chút chút đi quy y vậy đó, nó ngồi đó thôi chứ nó đâu biết nó làm gì đâu. Thành thử ra khi nó lớn lên á, thì không phải là quy, nó quy lại cũng được, tức là để cho nó có một cái ý thức nó đang làm cái gì. Còn nếu người lớn mà đã quy y rồi mà vì giận hờn vì chuyện gì đó mà quy lại thì không nên. Tại vì mình quy y không phải quy với vị đó, mà mình quy y với tăng trong mười phương, chứ không phải quy với một người. Cho nên ngay cả khi mình hồi nhỏ đó, quý vị quy y thọ giới đó, bây giờ lớn lên quý vị cũng nên tiếp nhận lại. Không cần đổi pháp danh, mình có pháp danh cứ giữ, tất nhiên mà tất cả mình nghe giới lại, để mình giống như là mình làm cho cái giới đó nó sâu sắc hơn trong tâm hồn của mình, trong tâm thức của mình. Kính thưa thầy, có người nói tại sao tu phải tu, mình không làm ác, không làm gì bậy thì tại sao lại sao phải tu? Thưa thầy, con có khuyên người quen quy y thì phải kiếm người thầy có đủ đức độ. Kính xin thầy cho con biết con có tội không? Đúng rồi. Cái người không làm ác thì tại sao phải tu? Nhưng mà chưa đủ. Thí dụ mình biết cái điều đó tốt, tại sao mình không làm? Thành thử ra thí dụ mình quy y, mình tu tập thêm là điều tốt, tại sao không làm? Giống như mình khuyên con mình đã thấy cái gì tốt phải làm, mà tại sao mình bây giờ thấy cái tốt mình không làm? Không, bây giờ mình không làm ác mà biết chắc là mình không ác không? Mình không có học thì mình biết cái nào mới gọi là thật không ác. Cho nên á, đây cũng là một quan niệm thôi, không có sao hết á. Nhưng mà mình nhớ là khi mình thấy cái điều đó tốt mà mình bỏ qua thì nó uổng. Thấy không? Mình thấy cái điều lành thì phải nên làm, chứ sao bỏ qua chi cho nó uổng. Tại vì cơ hội không có đến với mình nhiều lần. Còn thí dụ bây giờ mình khuyên người ta quy y, tìm những vị thầy nào mà có khả, mà để cho người ta nương tựa là điều tốt thôi. Nhưng mà mình nói chung chứ mình đừng chỉ trích ai. Xin thầy hoan hỷ cho chúng con hiểu tri kiến Phật và làm sao ngồi thiền để nhất tâm bất loạn. Ở trong kinh Pháp Hoa có nói rằng chư Phật ra đời vì một mục đích là muốn cho mọi người có được cái, nhận ra được cái tri kiến Phật. Tri kiến Phật bây giờ nói nôm na là gì? Tức là cái tánh giác của mình, cái trí sáng suốt nơi mình, gọi là tri kiến Phật. Bây giờ ai cũng có, nhưng mà không có ai chỉ cho mình biết thế nào gọi là tri kiến Phật. Thí dụ như giờ mình hỏi Phật tánh ở đâu, tri kiến Phật ở đâu, không có chỉ được, bởi vì cái đó nó bàn bạc mà. Mà thí dụ giờ nhéo một cái nó sao đau quá, biết đau không? Biết đó, tánh biết nằm ngay đó. Biết đau là có mặt Phật là đó. Rồi ngồi thiền mà tâm mình bị loạn, cho nên mình ngồi thiền. Bây giờ muốn cho mình bớt loạn á, tức là mình tập an trụ trong từng việc. Ăn thì không coi tivi, không đọc báo, chỉ lo ăn thôi. Để tập cho mình từ từ, mình an trụ trong mỗi phần như vậy. Con có nhiều chuyện rắc rối trên đường đời của con. Con không được may mắn lắm khi con càng thương người lo người. Mà càng thương và càng lo thì mỗi người đó càng làm con đau và hại con càng nhiều.
Con rất rộng rãi khi con có khả năng để giúp đỡ. Khi mình không còn khả năng thì tất cả người đó bỏ mình. Con có nhà cửa đầu tư, cái này là nghiệp hay họ có lòng sân si vì người ta xin con với số tiền quá lớn, con không giúp được thì người ta hại con. Xin thầy cho con được biết. Tiếng Anh nó kêu là that's life. Thưa thưa đại chúng, là thật sự ra thì cái điều này nó cũng là một trong những cái vô số những cái phiền phức ở trong cuộc sống. Thì cái điều này cũng khó mà nói, bởi vì mỗi người chúng ta có một cái chuyện sâu sắc hơn. Bây giờ mình nếu mình đem cái này ra mình nói một cách căn bản quá thì cũng khó. Thì thôi bây giờ nếu mà chúng ta là những người giúp đỡ cho người bằng cả tấm lòng của mình, nhưng mình không được tiếp đãi trở lại, thì mình phải nên học cái hạnh giúp người mà không cần cầu đáp. Tại vì nếu mình cầu đáp mà người ta không đáp thì mình khổ. Cho nên mình học theo cái lời Phật dạy là thi ân không cần cầu báo. Vì thi ân cầu báo là thi ân có mưu đồ. Thì thôi bây giờ mình làm được gì cho ai thì mình cứ làm. Người ta xin mình số tiền quá lớn, mà trong này nó rõ số tiền luôn nữa đó, mà không có thì khỏi cho, chứ có gì đâu khác mắt, phải không? Thành thử ra nếu mà người đó mà không có thoải mái với mình là cái lỗi người ta, chứ còn mình không có thì mình không giúp thôi. Con có một điều khó trình bày cho đại chúng. Con xin một chút thời gian riêng của thầy. Xin thầy đại bi hoan hỷ. Dạ hoan hỷ lắm. Dạ lần lát gặp riêng nha. Con xin sám hối, xin lỗi thầy, các sư và cùng các Phật tử là con không hoàn tất như ý nguyện của con là làm thêm 2 món đồ ăn để cúng dường. Vì như có chuyện đột ngột xảy ra, con về khuya quá nên con không hoàn tất theo ý nguyện của con feel bad lắm. Không có sao, không ăn lấy tiền. Quý vị đừng có lo chuyện đó. Mình phát nguyện, mình làm, mình cúng dường, nhưng không phải vì cái tâm bực bội, phiền não gì mà mình bỏ cuộc. Mà chẳng qua vì hoàn cảnh mình không làm được thì có lỗi gì đâu, phải không? Một tâm niệm an lành là mình đã được chứng biết. Cho mình có lòng là quý rồi, không có sao hết. Mình không cúng thì cũng không có món này của mình thì cũng có những món khác. Bởi vì tất cả mọi người ngồi đây ai cũng biết là sao mình ăn để mình sống, mình tu, chứ đâu phải mình sống để chỉ vì cái ăn, phải không? Cho nên quý vị yên tâm và nhẹ nhàng, chuyện đó không có gì trở ngại hết. Thôi feel good đi, đừng feel bad nữa. Hết rồi, đỡ khổ ghê vậy. Thì xin thưa đại chúng là hôm nay là cái buổi sinh hoạt cuối cùng. Thì chúng ta được duyên lành gặp nhau ở đây qua 2 ngày, mà phải nói là 2 ngày đầy á, chứ không phải lưng lưng nữa. Đó, coi như là từ 7 giờ sáng cho đến bây giờ mà chúng ta còn những chương trình kế tiếp nữa. Và Pháp Hòa rất là vui vì thấy được cái tinh thần của tất cả quý vị Phật tử ở đây nói riêng, và nói chung là Phật tử ở nước Mỹ rất là ham tu, rất là ham học. Cho nên Pháp Hòa rất là vui được chia sẻ những gì trong khả năng của mình đến cho tất cả quý vị. Điều gì Pháp Hòa chưa thỏa mãn quý vị thì xin quý vị hoan hỷ cho. Rồi dịp khác quý vị sẽ cầu hỏi ở các bậc cao đức khác. Còn riêng Pháp Hòa thì biết nhiêu nói nhiêu, và chỉ xin chia sẻ chứ không dám gọi là thuyết giảng gì hết. Mong đại chúng hoan hỷ cho. Và trước khi chúng ta kết thúc thì một lần nữa xin được cảm ơn quý sư cô ở đây cũng như quý Phật tử ở tại tỉnh thất này đã hết lòng tổ chức cũng như chăm sóc cho tất cả quý Phật tử trong suốt 2 ngày qua.
Và Pháp Hòa thấy quý vị ở đây cũng xa gần, ai ai cũng đều hết lòng cảm mến những cái sự tu học như thế này, cho nên mang thức ăn, làm thức ăn rất là đầy đủ cho quý vị vừa no được pháp mà vừa no được thân, ai cũng rất hoan hỷ lắm. Quý vị có hoan hỷ không? Và xin đem tất cả công đức này chúng ta làm được hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, đều được thấm nhuần pháp nhũ, chuyển hóa tâm tư của mình để hướng về con đường chân chánh, đường chân, đường thiện và đường mỹ. Cầu chúc cho quý vị cùng gia đình thân tâm được an lạc, tinh tấn tu học trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đều trọn thành Phật Đạo.